Bằng nhiều hình thức, tổ chức đoàn, hội, đồng đội các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang hiện thực hóa các mục tiêu, chăm lo, tạo điều kiện cho thiếu nhi phát triển toàn diện. Hơn 250 học sinh tiểu học ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, giáp ranh Xuyên Mộc vừa được tặng quà theo hành trình vì người bạn vùng xa. Chương trình do tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức từ tháng 8 năm 2022 bằng cách vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng phục, sách giáo khoa, tập, dụng cụ học tập để tặng học sinh ở những địa bàn khó khăn. Mọi người đều rất là vui. Tại em thấy nếu mà thay vì mình ở nhà mình bấm điện thoại ấy, thì em thấy mình làm góp ích một chút gì đó thì rất là vui và kiểu em thấy cuộc đời nó hạnh phúc hơn, ấy, có ý nghĩa hơn. Triển khai từ giữa tháng 9 năm 2022, đến nay mô hình rửa xe của nhóm thanh niên yếu thế lầm lỡ của xã Đoàn Kim Long, huyện Châu Đức đã gây quỹ được hơn 30 triệu đồng giúp đỡ 9 trẻ em nghèo của địa phương. Có thể đem lại những cái tiện ích cho thanh niên cũng như là giúp các bạn có một cái tinh thần đoàn kết, một tinh thần bác ái, một việc làm hết sức nhân văn và ý nghĩa. Từ cái việc làm này sẽ có nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các em thiếu nhi nghèo hiếu học. Các cơ sở đoàn đội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn đẩy mạnh các phong trào, chương trình hoạt động vì trẻ em bằng nhiều hình thức, tuyên truyền về luật trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, tổ chức hội thi, hội diễn, rèn luyện kỹ năng, tạo sân chơi cho trẻ. Mỗi năm, chương trình giáo dục kỹ năng sống do nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức thu hút hơn 13.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia. Con thấy cái nội dung phòng chống đuối nước hay nhất, cách cứu người khi bị đuối nước. Mình đi kiếm một cái vật dụng gì gần đó để mình ném xuống, mình cho người đó cầm và mình hét lớn lên để có người cứu. Chúng tôi tập trung chuyên đề này chủ yếu là cho các trường vùng sâu, vùng xa, những vùng mà có điều kiện kinh tế khó khăn hơn. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là chúng tôi chuyên sâu về kỹ năng xử lý tình huống cho các em nhiều hơn để khi mà xảy ra cái tình trạng mất an toàn cho trẻ, các em biết những cái kỹ năng để mà ứng phó với những cái tình huống đó. Hàng trăm mô hình phần việc công trình thanh niên cũng hướng về trẻ em với trị giá hơn 800 triệu đồng. 97 điểm khu vui chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư trường học được đoàn viên thanh niên xây dựng, tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Và giai đoạn 2017-2022, các cơ sở đoàn, hội đồng đội tỉnh còn vận động trao tặng hơn 1.125 suất học bổng, hơn 11.100 phần quà, gần 1.000 xe đạp, hàng ngàn máy tính cho học sinh nghèo hiếu học với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Đưa quà cho con và diễn xiếc và hát, hát hò rất là hay. Và còn thêm chút củi với lại cô Hằng Nga nữa. Và con rất là vui khi đến đây và cùng chung với lại các anh chị. Số tiền này thì con sẽ tặng cho ông bà con để ông bà con sống tốt. Tôi thấy là nếu mà mô hình con có đội gì á, giúp đỡ cho những đứa mà hoàn cảnh khổ nghèo thì chú đây cũng thấy là cái sự này rất là hay đó, chú nhiệt tình là cảm ơn tất cả là cô giáo thầy và cái mô hình con của đội. Kể từ khi trường em được vinh dự đặt hai cột mốc Trường Sa và Hoàng Sa ở trường thì em đã biết thêm được về cái vị trí của Hoàng Sa và Trường Sa trên lãnh thổ Việt Nam. Tất cả các cơ sở đoàn đều đặt ra cái chỉ tiêu tại đơn vị mình về việc chăm lo công tác thanh thiếu nhi. Cái chỉ tiêu đề ra hàng năm là đều vượt và cao hơn rất là nhiều. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 258.200 trẻ em, trong đó có 2.720 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Trong nhiệm kỳ 7, 2022-2027, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đặt mục tiêu tối thiểu 30.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế. 100% thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ. Tối thiểu có 10.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em.